Ngày 30 tháng 11, Khoa Bắc bất ngờ đăng status nói về việc anh bị bạn bè lợi dụng, lừa gạt. Cụ thể Khoa Bắc viết: "Nếu mấy ông bị một thằng bạn mới quen, vô danh tiểu tốt, nâng đỡ nó hết sức để nó nổi tiếng có được ngày hôm nay, bỏ tiền bạc hàng tỷ đồng đầu tư cho nó, xong nó lừa, bạn mất 30 tỷ, rồi quay lại cắn mấy ông kêu mấy ông lừa của nó 1 triệu đô thì mấy ông sẽ làm gì? Đối với tôi thì 30 tỷ để thấy bộ mặt thật của tiểu nhân thì quá rẻ. Vẫn câu nói quen thuộc mỗi khi tôi cay cú, 30 tỷ với bạn thì nó to thật, nhưng với mình như rác. Bán cả quan hệ bạn bè người thân chỉ để lấy lợi cho mình, đạt được mục đích của mình, lợi dụng bất kỳ ai gặp được miễn là người đó có danh tiếng có tiền bạc, bảo từ tính đến tiền rồi ăn cháo đá bát. Thật sự trong đời chưa gặp được một ai tiểu nhân như vậy luôn nên tôi bị sốc tinh thần cả tháng nay, chưa nói được một lời nào. Phải mất gần cả tháng tôi mới nhận ra trong chuyện này tôi sai, quá sai là đằng khác. Sai ở đây là tại sao tôi lại quá tin người, để bị lừa không chỉ một lần mà đến tận 3 đến 4 lần. Sinh nhật bạn mời ca sĩ nổi tiếng về hát và party vui vẻ cũng là dùng tiền của mình để mời về, nên thôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ, tuy hơi muộn